Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Bây giờ thì chúng ta lại được kết nối với nhau, chúng ta lại được học lời Chúa cùng nhau và được cầu nguyện vào mỗi tối thứ tư, mỗi tối thứ sáu với nhau. Tôi tin rằng Chúa tiếp tục ban phước cho thì giờ của chúng ta và tôi sẽ thấy nhiều người được chữa lành, nhiều người được tiếp tục giải cứu, nhiều người được học lễ thật và mở mang tầm mắt, tầm nhìn trên đời sống tâm linh của tất cả chúng ta. Amen chị em. Đây là điều mà chúng ta mong đợi. Amen. Cảm ơn Ngài thật nhiều. Amen. Cảm ơn Ngài thật nhiều. Nào, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu bài học buổi tối hôm nay. Bài học buổi tối hôm nay là bài thứ 3 trong loạt bài Tin Lành Quyền Phép mà chúng ta đang theo dõi, phải không ạ? Tôi nghĩ rằng anh chị em đang vẫn nắm. Hôm nay chúng ta sẽ học bài học mà có tựa đề lối sống dành cho người được sức dầu. Tôi nghĩ rằng đây là một cái đề tài khá thú vị và tôi tin rằng nó cũng đem lại sự bổ ích cho hết thảy ông bà anh chị em buổi tối ngày hôm nay. Để chúng ta biết rằng mình là người được sức dầu thì mình nên sống như thế nào để sự sức dầu được duy trì, được gia tăng. Giống như là trong đời thật vậy đó, mình đã có tiền rồi nhưng mà mình làm sao để giữ được tiền là một cái nghệ thuật, không ạ? Kiếm tiền đã là khó, giữ tiền còn khó hơn. Cho nên có sự sức giàu đã khó mà giữ được sự sức giàu là cả một nghệ thuật sống, thưa ông bà anh chị em. Xin Chúa ban phước cho hết thảy chúng ta trong buổi tối hôm nay để tôi và ông bà anh chị em cùng nhau nhìn vào Kinh Thánh và biết được Chúa yêu cầu những người được sức giàu nên sống như thế nào. Một lối sống đẹp lòng Ngài ra sao, một lối sống mà Ngài yêu cầu phải có dành cho những người được sức giàu là lối sống nào chúng ta cần phải biết, phải không ạ? Cho nên Kinh Thánh chép rằng dân ta bị diệt vì thiếu sự thông biết. Khi chúng ta thiếu sự thông biết, chúng ta đã đánh mất ân điển mà chúng ta không biết tại sao. Đây là một cái sự ân hận muộn màng trên đời sống của chúng ta. Cho nên Chúa không muốn dân sự của Ngài sống trong sự thiếu hiểu biết. Tôi tin rằng Chúa muốn tất cả chúng ta đều biết, biết lẽ thật dựa trên lời của Ngài. Và nhờ lẽ thật chúng ta được tự do, nhờ lẽ thật chúng ta được thịnh vượng, nhờ lẽ thật chúng ta duy trì được phước hạnh của Chúa. Amen. Cảm ơn Ngài. Một lần nữa tôi gửi lời chào đến tất cả ông bà anh chị em từ Hội Thánh Nhà Muôn Dân. Chúa ban phước cho hết thảy chúng ta. Và ngay lập tức giờ này tôi mời hết thảy ông bà anh chị em hãy bước vào sự cầu nguyện. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa thăm viếng mình, thăm viếng giờ học, thăm viếng tấm lòng mình, mở tai mở mắt mình để chúng ta nhìn thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa. Nào, tất cả các bạn xem giờ này, hãy hướng lòng về Chúa, hướng lòng về đấng yêu thương, đấng cứu rỗi, đấng đã sức dầu nâng đỡ ban năng quyền, đấng có thể chữa lành giải phóng đời sống chúng ta, đấng luôn đầy lòng thương xót để chúng ta cầu nguyện, là giáo sư lớn của đời sống chúng ta để chúng ta cầu nguyện. Amen. Lạy Chúa, xin Chúa ở cùng với chúng con giờ này. Lạy Chúa, trong danh của Giêsu, chúng con cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời đến với Ngài giờ này. Chúng con ở trong dòng huyết của Chúa Giêsu để nói với Ngài rằng chúng con đến để thờ phượng và kết nối với Ngài trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Bởi quyền phép của Thánh Linh, Chúa ơi, chúng con được hiệp hội với nhau ở các nơi trên trời trong đức tin. Con tin rằng Chúa đang kết nối tất cả chúng con giờ này. Chúa ở đó với anh chị em con và Chúa cũng ở đây với chính mình con trong căn phòng này. Sự hiện diện của Thánh Linh nguyện đầy dẫy tất cả chúng con. Một lần nữa, Cha ơi, hãy đầy dẫy chúng con Thánh Linh quyền năng, Thánh Linh yêu thương, Thánh Linh đầy thông sáng, đầy sự khôn ngoan của Ngài. Thánh Linh là giáo sư lớn của đời sống chúng con. Chúng con mời Ngài, Thánh Linh yêu quý, chúng con mời Ngài đến với mỗi một ông bà anh chị em con trong danh của Chúa Giêsu quyền năng. Anh chị em ơi, hãy mở môi miệng mình ra và nói rằng, anh chị em tự nói nha, Thánh Linh ơi, con chào đón Ngài đến trên chính mình con giờ này. Hãy nói đến bạn chị em, Thánh Linh ơi, con chào đón Ngài trên chính mình con giờ này. Ngài là giáo sư của đời sống con. Ngài là đấng mặc khải Kinh Thánh cho con. Ngài là đấng dẫn dắt con vào mọi lẽ thật, an ủi, nâng đỡ, khích lệ và làm cho con biết Chúa Giêsu nhiều hơn. Thánh Linh yêu quý ơi, chúng con chào đón Ngài đến với con giờ này. Xin Chúa đầy dẫy tấm lòng con, cầu nguyện lên cha. Mỗi một chúng ta hãy cầu nguyện nè. Mỗi một chúng ta hãy cầu nguyện. Mỗi một chúng ta hãy cầu nguyện.
chúng ta cậy Thánh Linh Đức Chúa Trời mà phục vụ Đức Chúa Trời. Chúng ta cậy Thánh Linh Đức Chúa Trời mà hiểu Đức Chúa Trời. Chúng ta cậy Thánh Linh Đức Chúa Trời mà bước theo Đức Chúa Trời. Cho nên em hãy cầu nguyện. Mỗi một người hãy hết lòng. Trong danh Chúa Giêsu hãy nói với lòng khát khao, thiết tha và thành thật. Chúa Thánh Linh ơi, giáo sư trọn đời của con, chứ con chào đón Ngài giờ này. Hãy đến trên con và đổ đầy con. Đến trên con và đổ đầy con. Con cần Ngài giúp đỡ con hiểu lời Ngài. Con cần Ngài giúp đỡ con hấp thu lời Ngài. Con cần Ngài giúp đỡ con để con có thể phục vụ Ngài. Hãy cầu nguyện thưa ông bà anh chị. Cầu nguyện nào. Mỗi một chúng ta hãy cầu nguyện. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Nhân danh Chúa Giêsu quyền năng. Nhân danh Chúa Giêsu quyền năng. Nhân danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi cầu nguyện cho hết thảy ông bà anh chị em giờ này, những ai đang nghe và chịu ảnh hưởng dưới lời cầu nguyện này, được Đức Chúa Cha ban phước và đổ đầy Đức Thánh Linh giờ này. Hãy đón nhận sự ban phước từ Đức Chúa Cha giờ này. Tôi cầu nguyện để tất cả ông bà anh chị em được kết nối với Đức Thánh Linh giờ này. Hãy kết nối với Thánh Linh giờ này. Tôi tuyên bố sự sáng đến trên ông bà anh chị em giờ này. Sự sáng bao trùm từng người nam, người nữ, từng người đang lắng nghe và chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này. Sự sáng bao trùm anh chị em giờ này. Sự sáng lan trỏ trong linh, trong hồn, trong thân thể của ông bà anh chị em giờ này. Tôi phủ trên anh chị em bởi huyết của Chúa Giêsu quyền năng. Tôi phủ lên cho em huyết của sự biện hộ, huyết của sự tha thứ, huyết của sự nhìn nhận. Trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng, hãy đón nhận. Đón nhận. Nhân danh Chúa Giêsu Christ quyền năng giờ này. Hãy được đầy dạy Đức Thánh Linh. Hãy được mở mắt thuộc linh. Hãy được mở tai thuộc linh. Tôi cầu nguyện để lòng của anh chị em tràn đầy Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Hãy đầy dạy Thần Linh của Đức Chúa Trời. Tôi cầu nguyện để anh em mạnh mẽ trong con người bề trong. Tôi cầu nguyện để con người thuộc linh anh em trở nên mạnh mẽ giờ này. Được quyền phép Thánh Linh mà nên mạnh mẽ giờ này. Và chạm đến kết nối được với tình yêu của Đức Chúa Cha giờ này. Trong danh của Chúa Giêsu Christ, tôi cầu nguyện để toàn thể ông bà anh chị em, tất cả những người nam, người nữ, người già, người trẻ, người mới, người cũ, tất cả những người nghe và chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này, được đầy dẫy mọi sự tốt từ Đức Chúa Trời, được đầy dẫy sự thịnh vượng từ Đức Chúa Trời, được đầy dẫy sự sức khỏe từ Đức Chúa Trời, được đầy dẫy sự vui mừng bình an từ Đức Chúa Trời giờ này. Đón nhận trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Lạy Chúa, hãy đến và thăm viếng lớp học của chúng con giờ này. Hãy đến và làm đầy ánh sáng trong lớp học của chúng con giờ này. Tất cả những ai đang ở trong lớp học giờ này được ngập tràn sự sáng trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài, Lạy Chúa. Cảm ơn Ngài. Wow, hallelujah. Hãy tạ ơn Chúa đi anh chị em. Chúng ta hãy dành ít phút nữa hãy tạ ơn Chúa. Anh em hãy bắt đầu tạ ơn Chúa. Anh em hãy nói rằng: Lạy Chúa, con rất được phước trong thời giờ này. Lạy Chúa, con được đầy dạy Thánh Linh trong thời giờ này. Lạy Chúa, con rất được phước, con biết con được thịnh vượng dư dật trong thời giờ này. Con biết con được khai mở mắt và tai thuộc linh giờ này. Con biết con được Ngài thăm viếng và dạy đầy con giờ này. Con được trang sự bình an vui mừng của Chúa giờ này. Con tạ ơn Ngài, con ngợi khen Ngài, con chúc tụng Ngài, con thờ phượng Ngài. Hỡi ông bà anh chị em, hãy ca ngợi Đức Chúa Trời, hãy biết ơn Đức Chúa Trời. Hãy nói những lời tích cực trước mặt Chúa giờ này. Trong danh Giêsu cầu nguyện đến chị. Tôi để dành thời giờ để cho anh em cầu nguyện. Và linh hồn của anh chị em phải trỗi dậy giờ này. Linh hồn của tất cả anh chị em đang nghe tôi hãy trỗi dậy giờ này. Linh hồn của anh chị em đang nghe tôi hãy được đốt nóng bởi Thánh Linh giờ này. Hãy được phước, được bình an bây giờ này. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, con cảm ơn Ngài Chúa. Oh, hallelujah. Ngợi khen Ngài Chúa, hãy được đổ đầy. Đổ đầy mọi sự tốt lành. Đổ đầy một lần nữa sự thịnh vượng, sự vui mừng, sự bình an, sự thánh sạch của Đức Chúa Trời. Đổ đầy ánh sáng và vinh quang của Đức Chúa Trời trên toàn thể ông bà anh chị em, những ai nghe và chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này. Một lần nữa anh chị em hãy cảm ơn Chúa vì sự đầy dẫy mà anh chị em vừa nhận được. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hallelujah, cảm ơn Ngài. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy được đầy dẫy giờ này. Hãy được đầy dẫy giờ này. Hãy được đây dậy giờ này. Con cảm ơn Ngài, Lạy Chúa. Wow, hallelujah. Tôi cảm nhận Chúa đang hiện diện ở đây ông bà anh chị. Chúa đang hiện diện ở giữa chúng ta. Chúa đang hiện diện với tôi. Và tôi biết chắc một điều rằng Chúa cũng đang hiện diện với anh chị em ở trong phòng nơi anh chị em đang ngồi. Thần linh của Đức Chúa Trời rất thật.
và chúng ta hoàn toàn có thể cảm nhận được năng quyền của Ngài, sự rọi chạm của Ngài trên thân thể và linh hồn, tâm linh của chúng ta. Khi Đức Chúa Trời hiện diện, Ngài đem phần thưởng đến vì Ngài yêu thương chúng ta. Amen. Cảm ơn Ngài. Vinh hiển thuộc về Chúa. Vinh hiển thuộc về Chúa. Ngợi khen Ngài thật nhiều. Anh chị em ơi, cảm ơn Chúa vì thời giờ quý báu này. Một lần nữa, tôi thay mặt Hội Thánh Nhà Môn Dân gửi lời chào trân trọng đến tất cả ông bà anh chị em đang kết nối vào buổi học Kinh Thánh tối nay. Nguyện Đức Chúa Trời ban phước cho tấm lòng và đức tin của anh chị em. Nguyện Đức Chúa Trời gia tăng anh chị em không ngừng trong linh trình để theo Ngài trên đất này. Chúa rất yêu thương bà anh chị em. Và giờ này như thường lệ, bà anh chị em ơi hãy giúp tôi một việc. Chia sẻ live stream này trên trang cá nhân của mình, trên những nhóm, trên những nhánh, trên những cái nơi diễn đàn nào, blog nào mà anh chị em đang tham gia. Tôi hy vọng rằng anh chị em hợp tác, và bởi sự hợp tác này, phúc âm của Chúa được lan tỏa một cách không giới hạn trên không gian mạng, để nhiều người họ tìm thấy được lẽ thật, nhiều người được chữa lành, nhiều người được giải cứu, nhiều người được phước hạnh. Và vì cớ đó, Đức Chúa Trời đấng mà chúng ta yêu thương sẽ được nhiều người hơn tôn kính, cảm tạ, biết ơn. Amen chị em, hãy chia sẻ. Tôi cảm ơn Chúa, cảm ơn anh chị em thật nhiều. Dạ, cảm ơn anh chị em thật nhiều. Amen, 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 amen. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu bài học buổi tối hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ 3 trong loạt bài Tin Lành Quyền Phép. Và bài học buổi tối hôm nay có tựa đề là Lối Sống Cần Có Để Duy Trì Sự Sức Giàu. Anh em ghi chú ha. Lối Sống Cần Có Để Duy Trì Sự Sức Giàu. Dạ. Tôi và bạn cho em được Chúa sức giàu, được Chúa kêu gọi vào một nhiệm vụ thánh ngay trên đất này. Nói như Richard Bonnke nói đó, chúng ta là những người phàm nhưng được Chúa kêu gọi để làm việc của trời. Đây là một đặc ơn rất lớn. Đây là điều mà Đức Chúa Trời đã định, đã liệu cho chúng ta từ trước khi sáng thế, vì có tình yêu thương của Ngài mà Ngài không những cứu chúng ta mà Ngài còn dành cho chúng ta một cơ hội để kiến tạo một tài sản thuộc linh ngay khi mình còn sống trên đất này, qua sự phục vụ của chúng ta bởi sự sức giàu mà Ngài ban cho. Tôi và bạn chị em được Đức Chúa Trời gọi là dòng dõi thánh, làm chức tế lễ nhà vua để phục vụ Đức Chúa Trời. Từ xa xưa, bất kể ai phục vụ Đức Chúa Trời thì người ta gọi đó là thầy tế lễ, không ạ? Chức tư tế, trưởng tế, tư tế. Và nói một cách dễ hiểu hơn, trong thời đại Tân Ước thì đó là những người được Chúa sức giàu. Được Chúa sức giàu, không ạ? Được Chúa sức giàu. Và cái người được sức giàu đó là một người đặc biệt, không ạ? Một người đặc biệt. Giữa hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu, hàng tỷ người, Đức Chúa Trời chọn ra một vài người để Ngài sức giàu cho sự phục vụ Ngài. Một vài cái chức vụ mà Ngài chọn lựa để phục vụ Ngài. Ngày hôm nay trên trái đất có hơn 8 tỷ người, nhưng Đức Chúa Trời chọn ra giữa 8 tỷ người đó những người như tôi và bạn cho em, để Ngài sức giàu bởi Đức Thánh Linh. Và rồi Ngài đặt một cái trách nhiệm, một cái nhiệm vụ rõ ràng cụ thể trên đời sống của mỗi một chúng ta, để chúng ta hoàn thành ở trước mặt Chúa. Mà người được sức giàu thì sao ạ? Nó có một số những cái giới hạn trong cái lối sống hàng ngày của chúng ta. Trong lối sống dưới giao ước cũ đó, thì anh chị em đọc đi sẽ thấy thầy tế lễ được sức giàu phải chịu một số giới hạn. Giới hạn, các giới hạn của thời cựu ước nó dạy dỗ chúng ta, nó cho chúng ta một số ánh sáng, một số sự hiểu biết, để từ đó chúng ta học hỏi và cũng biết được các giới hạn mà người được sức giàu của Chúa trong thời đại ân điển này cần phải tuân thủ. Môi-se đã đặt ra một số giới hạn, không ạ, cho Aaron và các thầy tế lễ. Ông giải thích là các giới hạn này được đặt ra vì cớ gì? Vì cớ dầu thánh được sức trên họ. Không có lý do nào khác đó.
Chúng ta sống cuộc đời được Chúa sức dầu, chúng ta chịu một số giới hạn, thì chúng ta cũng không có một cái lý do nào khác để giải thích tại sao. Đơn giản là vì chúng ta là người được sức dầu. Khi chúng ta là người được sức dầu, chúng ta sẽ có một số giới hạn. Chắc chắn là như thế. Chúng ta cùng nhau đọc trong Lê Vị Ký chương 21 câu 8, anh em sẽ thấy: vậy các con hãy xem thầy tế lễ như là thánh, vì là người dâng thức ăn lên Đức Chúa Trời của các con. Họ là thánh đối với các con, vì ta Đức Giê-hô-va là thánh, là đấng thánh hóa các con. Tôi đọc trong bản dịch mới, không phải không ạ? Đấy, được thánh hóa có nghĩa là gì? Được thánh hóa có nghĩa là bây giờ tôi và bạn chị em, các bạn trở thành một người đặc biệt, một người biệt riêng, một người rất là riêng tư thuộc về Đức Chúa Trời, được dành riêng cho công tác mà của Chúa đã định. Có nghĩa là bạn và tôi đã kết hiệp vào trong nhà Chúa. Bạn và tôi không còn tự do nữa, không thể thích gì làm nấy nữa. Thật là một cái điều mà chúng ta cần phải hiểu biết. Nếu chúng ta không hiểu biết chỗ này, chúng ta sẽ phạm rất nhiều sai lầm, và rồi thì chúng ta sẽ thấy cái kết cục của nó thật là thê thảm, không ạ? Thật là thê thảm. Và nếu chúng ta không có sự hiểu biết thì dĩ nhiên rồi, chúng ta nghĩ mình như người bình thường, rồi chúng ta muốn sống sao sống, chúng ta muốn làm gì thì làm. Đó là cái chỗ mà rất là nhiều con cái của Chúa được sức dầu đã phạm sai lầm. Tại sao phải đặt ra các giới hạn trên cuộc đời của người được sức dầu? Vì người được sức dầu được thánh hóa bởi dầu sức ở ngày xưa và trong Tân Ước, đó là bởi Đức Thánh Linh. Đúng không ạ? Bởi Đức Thánh Linh. Họ được thánh hóa. Họ là một người đặc biệt được thánh hóa. Anh em đọc trong Lê Vi Ký chương 8 câu 30 sẽ thấy: tiếp đến Môi-se lấy dầu sức và huyết trên bàn thờ, rảy trên A-rôn và trên lễ phục của người, trên các con trai người và trên lễ phục của họ. Như thế, Môi-se đã biệt riêng ra thánh A-rôn và lễ phục của ông, cũng như các con trai ông và lễ phục của họ. Không ạ? Giữa hàng triệu dân Israel ra khỏi Ai Cập, thì Môi-se đã biệt riêng A-rôn và các con trai của ông ra. Rồi gì ạ? Lấy dầu thánh sức và rảy huyết từ bàn thờ trên họ. Và họ sao? Họ được biệt riêng ra cho Đức Giê-hô-va. Người sức dầu là người đó. Và còn một điểm nữa, tại sao cuộc đời của những người được sức dầu nó có những giới hạn? Là bởi vì trên thực tế, công tác chức vụ thánh, công tác chức vụ mà phục vụ Đức Chúa Trời thật thụ, chỉ được thực hiện qua những người được sức dầu. Anh em ghi nhớ cái chi tiết này nha. Tôi không nói đến những cái tấn phong, những cái nhìn nhận theo tổ chức, theo con người. Cái đó là con người có quyền làm, con người có quyền giảng, con người có quyền dạy, con người có quyền lập hội thánh, con người có quyền làm tất cả mọi thứ. Nhưng mà tôi muốn nói cho anh chị em một lẽ thật như thế này: công tác chức vụ thiên đàng chỉ giới hạn trong vòng những người được Đức Chúa Trời sức dầu. Đây là sự thật. Chúa chỉ nhìn nhận, Chúa chỉ đón nhận, Chúa chỉ vui lòng, Chúa chỉ hiện diện xác nhận khi những người được Ngài sức dầu thực thi chức vụ. Còn nếu như Ngài không kêu gọi, Ngài không sức dầu, thì đó là việc chúng ta tự làm với nhau đó thôi. Vì thế, những người được sức dầu thực thiện thực sự sẽ có những giới hạn. Không ạ? Lê Vi Ký chương 10 câu 3 chép như thế này: Môi-se bảo A-rôn rằng: đây là điều Chúa phán khi Ngài dặn, ta phải được tôn thánh qua những người đến gần ta. Trước mặt dân chúng, mọi người phải kính trọng ta. A-rôn hoàn toàn im lặng về cái chết của hai con trai mình. Đây là một sự kiện xảy ra, anh em đọc sẽ thấy. Nhưng mà ý tôi muốn nói gì? Chúa nói rằng Ngài được tôn thánh qua những người đến gần Ngài. Ngài được tôn thánh qua những người được sức dầu của Ngài. Hay nói nôm na, Chúa được tôn kính, Chúa được nhận biết, Chúa được thể hiện, vinh quang của Ngài được bày tỏ
Tất cả những điều diệu kỳ của Ngài được bày tỏ, tình yêu của Ngài được bày tỏ, lòng thương xót của Ngài được bày tỏ, và nhiều thứ khác của Ngài được bày tỏ chỉ qua những người được sức dầu của Ngài. Ngài không có bày tỏ qua người khác. Đây là một sự thật mà chúng ta nhìn thấy xuyên suốt Kinh Thánh. Thấy không ạ? Xuyên suốt Kinh Thánh, chỉ những người Ngài kêu đến gần Ngài Chúa bày tỏ. Đó là lý do Đức Chúa Trời đòi hỏi một số giới hạn trên những người được Ngài sức dầu. Có những cái quy định mà Ngài đặt cho những người Ngài sức dầu. Anh chị em hiểu ha? Và anh chị em hiểu rồi, được thánh hóa, được sức dầu, nó nghĩa là gì ạ? Được biệt riêng, tôi được chọn riêng ra cho công tác của Đức Chúa Trời. Giữa hàng trăm người, tôi được lập ra cho công tác của Chúa. Giữa hàng vạn, hàng triệu người, tôi được Đức Chúa Trời nhặt ra cho công tác của Ngài. Đó tôi gọi là sự sức dầu và sự thánh hóa. Anh chị em ha, chúng ta hiểu một số khái niệm như vậy. Đó. Và cái người được biệt riêng, được thánh hóa đó, nó phải chịu ở một số giới hạn. Ví dụ như ở trong, anh chị em thấy, anh em thấy ví dụ trong Lê Vi Ký chương 10 câu 7, anh em đọc sẽ thấy. Đừng ra khỏi lều hội kiến trong lúc này để anh em khỏi chết, vì anh em đã được Đức Giê-hô-va sức dầu, và họ làm theo lời Môi-se. Sau khi sức dầu cho họ thì Môi-se dặn rằng những người này không được ra khỏi lều, không được ra khỏi lều hội kiến, vì ra khỏi là chết. Anh em thấy chưa? Cho nên nó có những cái điều rất là lạ lùng cho những người được sức dầu của Chúa mà chúng ta cần biết. Vì dầu thánh đã được sức. Ví dụ trong Lê Vi Ký chương 21 câu 12, anh em đọc sẽ thấy. Tôi khích lệ anh chị em hãy có thời giờ hãy đọc lại Lê Vi Ký chương 21, vì hôm nay phần lớn là tôi sẽ diễn giải Kinh Thánh ở trong Lê Vi Ký chương 21 ha. Ví dụ Lê Vi Ký chương 21 câu 12, người ấy không được ra khỏi đền thánh hoặc xúc phạm đến đền thánh của Đức Chúa Trời, vì dầu thánh của Đức Chúa Trời đã được sức trên người. Ta là Đức Giê-hô-va. Anh em thấy không ạ? Như vậy thì anh em biết rồi đó. Người được sức dầu là người phải tuân thủ một số giới hạn. Chúng ta không được làm một số điều. Và lối sống của chúng ta phải tuân thủ theo như những gì mà Đức Chúa Trời đã quy định. Vì chúng ta là người được sức dầu. Anh chị em là người được sức dầu. Chúa đặt vào lòng anh em một trọng trách, một sự kêu gọi, một chức vụ. Anh em biết rất rõ trước mặt Chúa. Anh em nhận báp têm Đức Thánh Linh. Khi Đức Thánh Linh giáng trên anh em thì anh em được sức dầu. Và khi anh em đã được sức dầu thì anh em chịu một số giới hạn. Chịu một số giới hạn tôi sẽ nói sau, nhưng mà tôi muốn anh chị em biết điều đó. Anh chị em không thể sống như cũ được nữa. Anh em không thể thích nói gì thì nói, thích làm gì thì làm, thích đi đâu thì đi, thích kết nối với ai thì kết nối. Không thể như thế được nữa. Nếu anh em ý thức được điều này thì tôi tin rằng anh em sẽ giữ được và phát triển được sự sức dầu của mình. Còn nếu anh em chưa ý thức được điều này thì cầu xin Đức Chúa Trời giúp cho ông bà anh chị em hôm nay ý thức được điều này. Amen. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ lần lượt mình bàn một vài những cái giới hạn, những cái lối sống mà Đức Chúa Trời quy định dành cho những người được sức dầu, được không ạ? Amen. Ha. Rồi. Bây giờ chúng ta có thể đọc ở trong Lê Vi Ký chương 21 câu 5. Chúng ta sẽ thấy. Lê Vi Ký chương 21 câu số 5. Đây. Các thầy tế lễ chớ nên làm sói trên đầu, chớ cạo mép râu mình, đừng cắt thịt mình. Đây là quy định đầu tiên. Anh em thấy không ạ? Câu này nó có nghĩa gì? Mình áp dụng như thế nào trong cái thời đại tân ước này? Sứ đồ Phaolô nói rằng tóc của con người là biểu hiện của cái sự che phủ. Ông cũng nói rõ lên tóc trên đầu của người nữ
là biểu hiện về cái thẩm quyền mà người ấy đang chịu. Không ạ? Đang chịu. Cho nên từ đó có cái ý nghĩa thuộc linh để chúng ta hiểu về câu kinh thánh này. Có nghĩa là gì? Cái thầy tế lễ, tức là người được sức dầu, cần phải được che phủ. Không thể thiếu sự che phủ. Đây là chỗ mà chúng ta hết sức lưu ý. Tất cả những người hầu việc Chúa cần có sự che phủ. Tức là anh chị em là người được sức dầu, thì anh chị em cần có một người nào đó làm cố vấn tâm linh cho mình. Anh chị em tôn kính người đó. Anh chị em nhận được sự tư vấn từ người đó, sự dẫn dắt từ người đó, và sự cảm thúc thuộc linh từ họ. Chúng ta đừng làm một người sức dầu mà lại không có sự che phủ. Đây là một điều không tốt cho đời sống chức vụ của chúng ta. Trong chức vụ của anh chị em mình, nếu chúng ta có những con người thầy như vậy, thì chúng ta sẽ nhận được sự hướng dẫn, sự cảm thúc. Chính họ giống như một cái màn thuộc linh che phủ trên đời sống của chúng ta, giúp chúng ta được yên tâm, giúp chúng ta được bảo vệ, giúp chúng ta được cố vấn, được hướng dẫn, được gìn giữ khi chúng ta gặp một số những khó khăn trong cuộc sống, khó khăn trong chức vụ, khó khăn trong lúc tìm kiếm câu trả lời. Cho nên ở đây Kinh Thánh quy định như vậy, thầy tế lễ chớ nên làm soi trên đầu. Có nghĩa là nếu tôi và bạn cho em là một người được sức dầu, chúng ta đừng bao giờ trở nên kiêu căng, trở nên kiêu ngạo, trở nên tự tin quá mức đến nỗi chúng ta gạt thầy của mình ra một bên. Có nghĩa là chúng ta tự làm soi cái đầu của mình. Chúng ta tự làm soi cái đầu của mình. Và lúc đó chúng ta đang trên một con đường mà chúng ta vượt giới hạn của Chúa. Amen chị em. Đây là cái điều mà hết sức là quan trọng. Hết sức quan trọng. Nếu tôi và bạn chị em, những người nam người nữ là người được sức dầu, thì chúng ta còn một cái giới hạn tiếp theo. Đó là giới hạn về cái người nam và người nữ nào mà chúng ta định kết hôn. Ok chưa? Anh em đọc trong Lê Vi Ký chương 21, anh em sẽ thấy từ câu 7, câu 13, 14 anh em sẽ thấy Kinh Thánh chép như thế này. Tôi đọc anh chị em nghe. Thầy tế lễ chớ nên cưới một người kỵ nữ hay một kẻ dâm ô, cũng chẳng nên cưới người bị chồng để, vì thầy tế lễ đã biệt riêng ra thánh cho Đức Chúa Trời mình. Và câu 13, câu 14 thì chép như thế này: người phải cưới gái đồng trinh làm vợ, người chẳng nên cưới đàn bà góa bị đẻ, dâm ô hay là kỵ nữ, nhưng phải cưới một người đồng trinh trong vòng dân sự của mình. Ở đây nói về cái giới hạn trong vấn đề lập gia đình dành cho những người được sức dầu. Anh chị em là những người được sức dầu, bạn không thể quyết định tùy tiện trong hôn nhân của mình. Tôi đang muốn nói về những người mà trên live stream này nghe bài học này mà chưa lập gia đình. Hãy thận trọng. Nếu anh chị em là người được sức dầu, hãy thận trọng. Vì nếu bạn có sự sức dầu trên đời sống mà bạn dễ dãi hoặc là hơi hợt trong hôn nhân, thì có thể chức vụ của bạn sau này sẽ bị chết, bị phá hủy. Rất là nhiều chức vụ đã bị chết, bị phá hủy chỉ vì người ta đã dễ dãi và thiếu hiểu biết trong vấn đề lập gia đình. Đây là một nguyên tắc rất là quan trọng. Hôn nhân tốt sẽ làm cho chức vụ được phát triển. Hôn nhân sai sẽ chôn vùi và phá đổ chức vụ đó một cách vĩnh viễn. Hãy thận trọng. Hãy thận trọng về điều này. Quy định rất là rõ ràng phải không ạ? Chúng ta hãy để ý. Điều tiếp theo mà tôi muốn nói cho anh chị em như thế này. Người được sức dầu thì phải có những phẩm hạnh càng hoàn hảo càng tốt. Đây là một cái giới hạn trong cái lối sống của chúng ta. Anh em đọc những lời khuyên
của sứ đồ Phaolô dành cho Timôthê, anh em sẽ thấy phải không ạ? Khi ông nói với Timôthê chọn những người giám mục, những người đặt làm trưởng lão, làm mục sư, làm quản lý hội thánh của Chúa, thì rõ ràng ông Phaolô ông đưa ra một số những cái quy định mà anh chị em thấy. Ví dụ như là người đó phải là gì? Chồng của một vợ khéo dạy dỗ, phải không ạ? Không nghiện rượu, không nóng tính, rồi là hay tiếp khách, vân vân và vân vân. Anh chị em thấy đó, anh chị em thấy, tôi sẽ đọc một số thứ cho anh chị em nghe. Vậy người giám mục cần phải không chỗ trách được là chồng chỉ một vợ mà thôi, có tiết độ, có tài trí, xứng đáng hay tiếp khách, khéo dạy dỗ, đừng mê rượu, cũng đừng hung bạo, nhưng phải mềm mại hòa nhã, lại đừng ham tiền bạc, phải khéo cai trị nhà riêng mình, giữ con cái mình cho vâng phục và ngay thật trọn vẹn. Vì nếu có ai không biết cai trị nhà riêng mình thì làm sao cai trị được hội thánh Đức Chúa Trời? Các chấp sự cũng phải cho nghiêm trang, không được nói hai lời, không được nghiện rượu, không được tham lợi phi nghĩa, nhưng phải lấy lương tâm thanh sạch, giữ lấy mầu nhiệm của đức tin. Anh em thấy chưa? Trong Timôthê nhất chương 3, tôi đọc cho anh chị em nghe từ câu 2 đến câu thứ 7 rồi câu 8. Anh em thấy không ạ? Cho nên chúng ta thấy người được sức dầu cần phải tiến tới một đời sống có phẩm hạnh hoàn hảo. Thấy chưa? Đó. Ví dụ như trong Lê Vi Ký chương 21 câu 17 chép rất rõ: hãy nói với Aaron rằng qua mọi thế hệ không một người nào trong dòng dõi người có khuyết tật mà lại được đến gần để dâng thức ăn lên cho Đức Chúa Trời. Chúng ta hiểu cái này như thế nào? Khuyết tật về thân thể trong cựu ước, chúng ta có thể hiểu là khiếm khuyết về phẩm hạnh ở trong tân ước. Thần linh chúng ta, tấm lòng chúng ta bị khuyết tật. Nếu chúng ta sống một đời sống tham lam, chúng ta đã bị khuyết tật. Chúng ta sống một đời sống giận dữ, chúng ta đã bị khuyết tật. Chúng ta sống một đời sống dối trá, chúng ta đã bị khuyết tật. Chúng ta sống một đời sống lăng loàn, tà dâm, ô uế, chúng ta đã bị khuyết tật. Đây là hình bóng nói về điều đó. Cho nên là nếu một người khuyết tật thì không được đến gần Chúa, không được phép để thực thi thánh chức của Chúa, không được phép, Chúa không cho phép, đó là giới hạn. Cho nên cái người mà muốn vận hành trong sự sức dầu của Chúa thì phẩm hạnh phải ngày càng hoàn hảo, ngày càng hoàn hảo. Dĩ nhiên không có ai là tuyệt đối hoàn hảo trên đất, nhưng mà chúng ta phải tiến tới một đời sống càng hoàn hảo càng tốt, càng giống Chúa Giêsu càng tốt. Đó là cách chúng ta rèn luyện khiêm nhường nè, chân thành nè, trong sạch nè, thánh khiết nè, yêu mến Chúa nè, yêu thương người khác nè. Đây là những cái phẩm hạnh mà chúng ta có để cho tâm linh chúng ta không bị khiếm khuyết, không bị khuyết tật. Đây là cách mà chúng ta càng ngày càng duy trì cái sự sức dầu và hiệu quả trong chức vụ của mình. Tiên tri TB Joshua đã nói đó, cái ân tứ thánh linh, tức là quyền năng trong chức vụ của anh em như ngọn lửa trên cái đèn, cái ngọn lửa trên cái đèn, nhưng phẩm hạnh là bình dầu bên dưới. Nếu chúng ta thiếu phẩm hạnh thì một thời gian sau ngọn lửa sẽ tắt. Nếu chúng ta thiếu phẩm hạnh, một thời gian sau chức vụ chúng ta sẽ chết, nguội lạnh, tắt ngấm và không còn thể duy trì được nữa. Anh em nhớ ha. Cho nên cái điều này rất là quan trọng. Tôi nói tiếp theo, một cái giới hạn tiếp theo là người được sức dầu thì không được mù lòa thuộc linh. Cái lối sống của chúng ta phải là một cái lối sống ham thích sự khai mở, mở về mắt thuộc linh, mở về tai thuộc linh, là một cái lối sống mà chúng ta phải có một cái ánh sáng và một cái cách nhìn tâm linh vào mọi sự, không được mù lòa. Chúng ta luôn luôn có một cái cảm nhận rất là thông sáng khôn ngoan đến từ Đức Chúa Trời. Chúng ta phải rèn luyện điều này, một lối sống hết sức gần gũi của Chúa, để chúng ta không bị mù lòa. Ví dụ như ở trong, anh em đọc thấy trong Lê Vi Ký chương 21 câu 18, anh em sẽ thấy không ạ?
hãy truyền cho Aaron và các con trai người cùng cho cả. Câu 18. Tôi đọc anh chị nghe. Xin lỗi. Phàm ai có một tật nào đó thì không được đến gần như thế này. Phàm ai có một tật không được đến gần như đây. Người mù, què, sẹt mũi hay là tứ chi không đều. Người gãy chân hay gãy tay. Người có bướu hay lỏng khổng. Có vẫy cá mắt hay có ghẻ chóc, có lát hay có hoàng nang bị dập. Phàm con cháu thầy tế lễ Aaron có tật trong mình không được đến gần, dâng lễ dùng lửa dâng lên cho Đức Giê-hô-va. Nếu có một tật trong mình không được đến gần, dâng vật thực cho Đức Chúa Trời mình. Đây là hình bóng gì? Đầu tiên chúng ta nhìn thấy phải không ạ? Người mù. Người mù ở trong Tân Ước là nói về mù lòa thuộc linh. Mù lòa thuộc linh có nghĩa là chúng ta sống một cái đời sống mà không có sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Chúng ta sống một cái đời sống mà hoàn toàn không có khải tượng, không có giấc mơ, không có lời tiên tri, không có một cái gì cả. Chúng ta đi và không biết mình phải làm gì. Chúng ta không có một cái sự kết nối gì với Đức Chúa Trời. Chúng ta không khao khát, không tìm kiếm điều đó. Cho nên tôi nói với anh chị, lối sống của người được sức giàu là lối sống luôn đi trong sự mặc khải mật thiết với Đức Chúa Trời. Không thể người được sức giàu không thể sống một lối sống mù lòa. Không thể. Đó. Phải rõ ràng trong sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Người được sức giàu phải có tầm nhìn, phải có khải thị siêu nhiên. Cho dù là anh không được kêu gọi làm một người tiên tri thì anh luôn luôn có một ánh sáng tâm linh soi dẫn đời sống anh chị em. Và anh chị em phải biết Chúa đang muốn mình làm gì tại mọi thời điểm. Đó là một người không mù lòa. Cái điều kiện mà Chúa yêu cầu. Chúa yêu cầu. Rồi cũng trong câu đó anh chị em thấy không ạ? Một số những cái khiếm khuyết khác. Ví dụ như là người què. Không được tuyển chọn. Người què là không được tuyển chọn. Người què là người sao? Người què là người mà không thể đi theo được. Đúng ạ, què rồi sao đi? Cho nên Chúa đòi hỏi cái người được sức giàu là cái người phải có khả năng bước đi cùng với Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh thì luôn chuyển động. Và người được sức giàu là người phải hết sức có khả năng để đi theo Đức Thánh Linh. Làm việc cùng với Đức Thánh Linh. Và trở nên hữu dụng trong dòng chảy của Đức Thánh Linh. Người què không thể đi theo người bình thường được. Cho nên trong cái thời đại Tân Ước này, nếu chúng ta bị què thuộc linh, chúng ta không thể bước đi theo Đức Thánh Linh. Và đó là cái điều kiện khiến cho chúng ta bị loại bỏ. Chúa Thánh Linh không thể làm việc với cái người không bước theo Ngài. Tiếp theo sao anh chị em? Anh em đọc sẽ thấy nè, người bị sẹt mũi cũng không được. Anh em nhớ nhìn vào câu 18 đó. Người bị sẹp mũi cũng không được. Sẹp mũi là gì? Ý nói là gì? Là cái người này là người không có sự nhạy bén với Đức Thánh Linh. Nhạy bén. Chúa Thánh Linh muốn làm cái điều này nhưng mà anh không có nhận ra, anh không biết gì trơn. Trong buổi nhóm, trong chức vụ, Chúa Thánh Linh nhiều lần phán dạy, nhiều lần bảo anh làm điều này, bảo anh làm điều kia, cho anh cảm nhận này, cho anh cảm nhận kia, nhưng mà anh hoàn toàn trơ trơn, không biết một cái gì cả, không có một cái sự nhạy bén gì cả, thì không thể làm duy trì được sự sức giàu, không thể làm việc được. Chắc chắn Đức Thánh Linh không thể làm việc được với người đó. Vì vậy ở đây Kinh Thánh chép là người sẹp mũi là không được rồi. Có nghĩa là cái người mà không có cái sự nhạy bén, mà ngửi thấy một cái gì cả, không ngửi thấy một cái gì hết, thì chắc chắn là không làm được, không được việc. Anh tóm lại cái lối sống của chúng ta anh chị, mình phải năng tìm kiếm sự mặc khải của Chúa. Phải có khả năng rèn luyện khả năng bước đi cùng với Đức Thánh Linh. Đây là lối sống của người được sức giàu. Nếu chúng ta không rèn điều này, không tập điều này, anh chị em không thể duy trì và phát triển sự sức giàu của Chúa được đâu.
Đây là cái chỗ mà chúng ta cần phải biết. Có một số những cái giới hạn khác nữa anh chị em. Ví dụ như cũng trong câu 18, anh em thấy ở đây là có ghi là cái người bị gãy tay gãy chân trong câu 19 á, người gãy chân hay gãy tay cũng không được. Cái này chúng ta hiểu nghĩa là gì? Có nghĩa là cái người này nè không có khả năng di chuyển đi lại được. Và điều này chúng ta hiểu là người được sức dầu phải có một cái lối sống tự do, trong cái nghĩa là tự do để vâng lời Đức Chúa Trời. Người được sức dầu phải là người hoàn toàn tự do để vâng lời Đức Chúa Trời. Đây là lối sống của họ. Họ phải hoàn toàn tự do để quyết định và có khả năng quyết định để đi bất kỳ đâu và làm bất kỳ điều gì Chúa muốn. Đây là lối sống của người được sức dầu. Anh chị em mình muốn giữ và phát triển sự sức dầu thì anh chị em hãy suy nghĩ về điều này. Không ạ? Chúng ta không thể nào làm một người được sức dầu của Đức Chúa Trời mà lại bị kìm tỏa, bị giới hạn bởi một cái gì đó, bởi một người nào đó, bởi một tổ chức nào đó, bởi một cái quyền lực nào đó. Chúa Thánh Linh nói với anh chị em rằng: con, ngày mai ta muốn con đến thành phố kia và tổ chức một đại hội bồi linh. Nhưng mà rồi chồng chị của anh chị em, vợ của anh chị em, cha mẹ của anh chị em, con cái của anh chị em, đồng nghiệp của anh chị em nói rằng: không được, không được, không đi được. Thì đó Kinh Thánh gọi là anh chị em là người gãy chân gãy tay. Anh chị em gãy chân gãy tay, em không làm được, không đi được. Vì vậy là một người sức dầu phải có khả năng đi bất kỳ đâu và làm bất kỳ điều gì Chúa muốn. Đây là lối sống của họ. Đây là lối sống của anh chị em và tôi. Nếu anh chị em muốn làm người sức dầu của Đức Chúa Trời, đừng hiểu lầm ý tôi ở chỗ này là chúng ta lại xa vào cái thái cực là chúng ta không có nghe ai, không có biết liên kết với ai, không gì. Không phải, ý tôi không nói điều này. Chúng ta cần ở dưới sự che phủ của người cố vấn, người thầy thuộc linh của mình, đúng. Nhưng mà ý tôi muốn nói rằng khi Đức Chúa Trời phán cho anh chị em, khi Đức Chúa Trời sai dẫn anh chị em, thì anh chị em phải có khả năng để thực hiện cái mệnh lệnh đó một cách hoàn toàn tự do, không bị kìm tỏ, không bị kìm chế. Đây là người không bị gãy tay, không bị gãy chân về mặt thuộc linh. Đó. Tiếp theo anh chị em, Lê Vi Ký chương 21 câu 18 rất là hay. Nó có một chỗ nữa là gì ạ? Người có bướu hay là lõm khẩm, có vảy cá mắt hay là có ghẻ chóc, có lát hay là dập hòn nan, vân vân, cũng không được làm người sức dầu hay là làm tư tế của Chúa. Gù lưng còi cọc có nghĩa là gì đây? Có nghĩa là không có khả năng để tăng trưởng. Và cái người được sức dầu là cái người mà phải luôn không ngừng học hỏi để tăng trưởng trong cái đời sống tâm linh của mình. Đây là lối sống của họ. Anh chị em ghi nhớ xuống, không ạ? Nếu như anh chị em là người được sức dầu mà anh chị em nghĩ rằng: ô, tôi được sức dầu rồi, tôi chỉ làm việc theo Đức Thánh Linh thôi, tôi không cần học hỏi, không cần rèn tập, không cần tra cứu, không cần nâng cao trình độ, không cần để tìm biết thêm bất cứ thứ gì, anh chị em đã phạm sai lầm. Anh chị em đã trở thành một người gì ạ? Gù lưng còi cọc, không phát triển. Và Đức Chúa Trời sẽ loại bỏ. Chúa không dùng được. Chắc chắn là như thế. Cho nên tôi và bạn chị em, nếu muốn duy trì sự sức dầu của Chúa, chúng ta phải xây dựng một lối sống không ngừng học hỏi để tăng trưởng, không ngừng tìm hiểu, không ngừng nghiên cứu, không ngừng cầu nguyện, không ngừng xin Chúa, không ngừng biết Chúa để tăng trưởng. Đây là lối sống của họ. Chúng ta phải dành rất nhiều thời gian
để phát triển bản thân. Trong sự nhận biết Chúa, nhận biết lời Chúa, nhận biết và có mối quan hệ mật thiết với Đức Thánh Linh. Vì sao? Đơn giản là vì tôi và bạn chị em là người được sức giàu. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta đi tiếp nha. Có những giới hạn khác nữa mà chúng ta cần phải cứ liệt kê tiếp tục. Trong đó có một cái chi tiết tôi vừa đọc đó, là người có ghẻ chóc, có vẫy nấm, có hoàng nang bị dập cũng không được. Đây là gì đây? Ghẻ chóc, vẫy nấm là gì? Đây là những vết thương mà nó cứ tiếp tục, nó phát triển, nó không chịu lành. Nó âm thầm đó, đúng không ạ? Người ghẻ, người vẫy nấm, người ghẻ chóc mà. Anh em biết những người đó rồi. Ý nghĩa thuộc linh là gì? Là người được sức giàu không bao giờ được giữ những tổn thương trong tâm lòng, những vết thương trong quá khứ, những thất bại, những đau buồn, những gì đó đã xảy ra trong quá khứ. Mà bây giờ khi mình được sức giàu, được phục vụ Đức Chúa Trời mà vẫn chưa được chữa lành, anh em vẫn cay đắng ai đó, anh em vẫn tổn thương ai đó, anh em vẫn hận thù ai đó, anh em vẫn cảm thấy mình bị, khi nghĩ đến một cái điều gì đó anh em cảm thấy rất là bức bối, bất an, lo sợ về điều gì đó. Tôi gọi đó là ghẻ chóc thuộc linh. Không ạ? Ghẻ chóc thuộc linh. Ghẻ chóc thuộc linh nó khiến cho chúng ta mặc dù làm người sức giàu của Đức Chúa Trời nhưng mà không thể nào có thể hoàn thành cái chức vụ mà Đức Chúa Trời giao phó cho mình, vì cớ những cái ghẻ chóc thuộc linh này nó phá rồi. Chúng ta không thể hầu việc Chúa mà khi đời sống của chúng ta còn có quá nhiều tổn thương, quá nhiều sự vấp phạm. Tất cả những sự đó sẽ được kẻ thù sử dụng để đâm rễ đắng trong tấm lòng, và rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ bị giết chết. Chắc chắn là như vậy, anh em ạ. Cho nên chúng ta phải cần chú ý ha, đừng bao giờ để cho ghẻ chóc thuộc linh mọc trong đời sống chúng ta, là một người được sức giàu mà lại không được chữa lành. Tôi khích lệ tất cả bạn chị em là người được sức giàu, hãy xử lý triệt để những vấp phạm, những tổn thương trong tâm lòng để chúng ta có thể duy trì sự sức giàu này, phát triển sự sức giàu này. Đó là cái chỗ mà chúng ta hết sức là quan trọng mà cần. Tiếp theo anh chị em, là người được sức giàu phải ở trong cái sự mà Chúa kêu gọi mình. Chúng ta đừng có nhảy qua, vượt rào, phải không ạ? Anh em nhớ câu chuyện là hai con trai của Aaron lấy lửa lạ bỏ vào lư hương của mình, dâng hương, phải không ạ? Lê Vi Ký chương 10 câu 1 đến câu 2, anh em đọc sẽ thấy. Lê Vi Ký chương 10 câu 1 đến câu 2 chép về sự kiện là hai con trai của Aaron đã lấy lửa lạ dâng, là cái thứ lửa mà Đức Chúa Trời không yêu cầu, Đức Chúa Trời không cần và không đòi hỏi họ làm điều đó, và cuối cùng họ đã chết trước mặt Chúa. Ngày hôm nay nếu Chúa kêu gọi sức giàu cho bạn làm mục sư thì đừng nhảy vào làm tiên tri. Nếu Chúa kêu gọi và sức giàu cho bạn làm tiên tri thì đừng nhảy qua làm người truyền giáo. Nếu Chúa kêu gọi bạn làm giáo sư thì đừng nhảy qua làm mục sư. Chúng ta đừng dâng lửa lạ, đừng làm cái điều mà Đức Chúa Trời không kêu gọi mình. Đây là chỗ mà khiến cho không phải chúng ta ngã chết mà chức vụ của chúng ta chấm dứt. Trong cựu ước khác, trong tân ước, trong cựu ước khi chúng ta vi phạm những giới hạn mà Đức Chúa Trời đặt để cho người được sức giàu, chúng ta có thể bị ngã chết, chúng ta có thể kết thúc cuộc sống. Nhưng mà trong tân ước anh chị em sẽ hiểu rằng chúng ta vẫn sống đó thôi, vẫn có thể đi lại được thôi, nhưng mà chức vụ của chúng ta tiêu tan, những gì Chúa kêu gọi chúng ta không còn hoạt động nữa. Đây là cái chết của người được sức giàu trong thời đại tân ước. Có thể 5 năm trước chúng ta là người rất được sức giàu, nhưng mà hiện nay thì chúng ta không còn nhìn thấy mình là người được sức giàu nữa. Chúng ta đã chết, chức vụ chúng ta đã chết,
vì lối sống của chúng ta đã vi phạm những điều mà Đức Chúa Trời quy định. Không ạ? Đây là chỗ rất là quan trọng. Anh chị em biết, người được sức dầu thì không thể nào để quay lại sống lối sống thế gian được nữa. Cái điều đó nó đồng nghĩa với chuyện là sẽ chấm dứt cuộc sống. Theo đúng nghĩa đấy. Theo đúng nghĩa đấy. Lê Vi Ký chương 10 câu 7 chép như thế này. Anh em đọc. Chương 10 câu 7 nha. Tôi đọc anh chị nghe. Nam chờ thôi, tôi kia quyển kinh thánh này nó hơi bị dính. Đây. Đừng ra khỏi cửa hội mạc, e các người phải chết chăng? Vì dầu sức của Đức Giê-hô-va ở trên các người, họ bèn làm theo lời Môi-se. Anh em thấy không ạ? Đây là ý nghĩa hình bóng. Khi chúng ta đã được sức dầu, đã bước vào chức vụ, đã được Chúa dùng để làm công tác của Ngài một cách đầy quyền năng, để làm tôn thánh danh của Đức Giê-hô-va giữa cộng đồng, giữa thế giới này, thì chúng ta không còn cửa để ra khỏi hội mạc được nữa. Chúng ta không còn có thể quay lại sống lối sống thế gian được nữa. Nếu chúng ta quay lại sống lối sống thế gian thì đó là địa ngục của trần gian. Đó là một cuộc sống, một cuộc đời cực kỳ đau đớn. Anh em hiểu ý phải không ạ? Chính sứ đồ Phaolô ông cũng nói mà, trong Cô-rinh-tô nhất chương 9 câu 16 ông nói, nếu tôi không giảng tin lành thì thật là khốn khó cho tôi. Ông đã cảm nhận về cái sự nguy hiểm nếu ông rời đền tạm, nghĩa là rời cái sự sức giàu, rời cái chức vụ của mình. Anh em thấy không ạ? Và điểm tiếp theo, điểm tiếp theo, anh em đọc trong Lê Vi Ký chương 10 câu số 9. Chương 10 câu số 9 anh em đọc sẽ thấy: khi và nào vào trong hội mạc, ngươi và các con trai ngươi chớ nên uống rượu hay là uống vật chi cá tánh say, e phải chết chăng? Ấy là một mạng lệnh đời đời trải các thời đại. Anh em suy nghĩ về câu kinh thánh này để chúng ta học về trong Tân Ước. Tại sao vậy? Tại sao là khi vào trong hội mạc, ngươi và các con trai ngươi chớ nên uống rượu hay vật chi say? Rượu và những vật gì cá tánh say đó là nó điều khiển con người, phải không ạ? Ý nghĩa là như thế. Thần Đức Chúa Trời không điều khiển họ, thần Đức Chúa Trời không dẫn dắt họ, mà rượu và các vật say dẫn dắt họ. Đây là một ý nghĩa thuộc linh hết sức quan trọng dành cho những người được sức dầu trong thời đại Tân Ước này. Nếu tôi và bạn cho em là người được sức dầu, thì hãy nhớ nè, chỉ có một mình Đức Thánh Linh, duy nhất một mình Thánh Linh mới có thể tác động, điều khiển và kiểm soát đời sống các bạn thôi. Các bạn đừng để cho bất kỳ ai, bất kỳ thứ gì tác động, điều khiển và kiểm soát đời sống các bạn. Nếu chúng ta không khéo, một thời gian sau khi chúng ta được sức dầu, có thể tiền bạc đang điều khiển các bạn, danh vọng đang điều khiển các bạn, quyền lực tôn giáo điều khiển các bạn, tổ chức điều khiển các bạn, con người đám đông điều khiển các bạn, người giàu có, người có tiền có của đang điều khiển các bạn. Tôi gọi đó là những vật có tánh say. Thế gian này rất là nhiều thứ khiến cho con người ta say, và nếu chúng ta để cho những sự đó nó thâm nhập vào trong đời sống chức vụ thầy tế lễ của chúng ta, thâm nhập vào đời sống của những người nam người nữ được sức dầu, thì Kinh Thánh chép rằng e phải chết chăng. Một lần nữa tôi lại nhắc lại, cái chết này không có nghĩa là anh em sẽ ngã chết. Một người được sức dầu vẫn có thể đang tham tiền, một người được sức dầu vẫn có thể đang tham quyền lực, một người được sức dầu vẫn có thể đang được điều khiển bởi một đám đông nào đó, đang điều khiển bởi một tổ chức nào đó, để làm thành một cái mục đích nào đó mà họ muốn. Họ chưa chết,
Nhưng mà chức vụ thật sự đã chết. Chức vụ đã chết. Đức Chúa Trời không nhìn nhận điều đó nữa. Và rồi chúng ta sẽ thấy nó tan dần. Anh chị em để ý sẽ thấy điều này. Cho nên tôi nhắc lại, một cái giới hạn nữa của người được sức giàu là gì ạ? Chúng ta chỉ nhận tác động, nhận sự điều khiển, nhận sự mách bảo, nhận sự sai khiến của chỉ một mình Đức Thánh Linh mà thôi. Chúng ta tôn trọng mọi ý kiến khác, nhưng đó chỉ là tham khảo thôi, không điều gì quyết định chúng ta được. Không một tổ chức nào quyết định chúng ta được. Không một con người nào quyết định thay cho chúng ta được. Hãy để Đức Thánh Linh quyết định cho ông bà anh chị em là người được sức giàu của Đức Chúa Trời. Chúng ta tôn trọng mọi người ý kiến. Chúng ta khiêm nhường hạ mình trước tất cả mọi lời khuyên, không ạ? Kể cả người cố vấn của mình. Tuy nhiên, Đức Thánh Linh phải có quyền tuyệt đối trên đời sống của tôi và ông bà anh chị em là những người được sức giàu của Chúa. Ok. Em ghi nhận tất cả những cái thứ nào ạ? Đây là cái lối sống của chúng ta. Lối sống của tôi và ông bà anh chị em là người được sức giàu và muốn duy trì sự sức giàu. Và một điểm cuối cùng tôi muốn nói để chúng ta kết thúc ở đây. Đây là một cái điều mà cũng cần phải nói, phải không ạ? Cuối cùng thì sao ạ? Chúng ta đọc lại Lê Vi Ký chương 21 câu 1. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: hãy nói cùng những thầy tế lễ là các con trai A-rôn mà rằng: thầy tế lễ chớ vì một người chết trong dân sự mà làm cho mình ra ô uế, trừ ra vì bà con thân thích của mình, vì mẹ cha, con trai, con gái, anh em mình, và vì chị em ruột mình còn đồng trinh chưa chồng, thì người được vì chị em đó mà làm mình ra ô uế. Người là đầu trưởng trong dân sự mình, chớ làm mình ra tục mà bị ô uế. Cái này là một cái ý nghĩa thuộc linh rất là hay trong cái thời đại tân ước mà chúng ta có thể áp dụng. Khi Đức Thánh Linh sức dầu cho tôi và bàn chém để làm chức dầu trong thời đại tân ước, thì dầu sức đó mang đến sự sống. Nó biểu lộ sự sống, nó thể hiện sự sống qua lời nói, qua hành vi, qua con người, qua quần áo, qua hơi thở của anh chị em. Anh chị em để ý sẽ thấy, anh chị em chỉ cần thổi hơi thở của anh chị em lên người khác thôi, thì Đức Thánh Linh cũng có thể tác động lên người đó, ban sự sống, ban sự chữa lành. Toàn bộ con người của anh chị em là sự sống của Đức Giê-hô-va, là hơi sống của Đức Giê-hô-va. Và Chúa muốn nè, đặt một giới hạn trên ông bà anh chị em, là anh chị em đừng có đụng đến, tham gia vào, ở trong cái môi trường của sự chết chóc. Cái chỗ này rất là quan trọng anh chị em. Rất là quan trọng. Chúa Giê-xu phán: hãy để cho kẻ chết trong kẻ chết của họ. Người được sức dầu phải tiếp xúc với sự sống nhiều hơn sự chết. Người được sức dầu phải khiến cho sự chết trở thành sự sống nhiều hơn. Chớ đừng có gì ạ? Tham gia vào những chỗ chết chóc. Khi tôi và bạn chị em được sức dầu, thì không nên dành quá nhiều thời gian cho sự chết, nhà tang lễ, tẩm liệm người chết, đám dỗ, phải không ạ? Đồ cúng, cúng bái người chết, nể quá họ mời chúng ta đến vào những cái nơi đó, rồi ngồi đó. Và những nghi lễ chết chóc của dân ngoại đó, nó không phù hợp với cái người được sức giàu. Người được sức giàu không nên đến vào những cái chỗ đó. Nhiều khi chúng ta nể quá chúng ta làm, nhưng mà tôi nói với anh chị em sẽ ra ô ấy. Dĩ nhiên trừ, anh em đọc sẽ thấy, trừ cha mẹ, chị em, con trai, con gái của mình, trừ, dĩ nhiên trừ người thân yêu của mình, thì chúng ta phải bắt buộc phải có những cái vấn đề tang lễ, phải không ạ? Nhưng mà những người khác thì sao? Hãy cẩn thận. Chúng ta đừng có quá một tháng mà hết 15 ngày chúng ta đi dự đám dỗ rồi thì thôi xong, không ạ? Chúng ta hãy cẩn thận về điều này nha. Đây là điều cuối cùng. Xin Chúa ban phước cho hết thảy chúng ta.
ngoài những cái phẩm hạnh mà chúng ta thường hay giảng, thì những gì tôi nói ngày hôm nay với anh chị em, đây là cái lối sống hàng ngày của chúng ta. Cái lối sống của chúng ta nó trở nên khác biệt lắm, nó trở nên đặc biệt lắm. Bởi vì Đức Chúa Trời đã chọn tôi và bạn cho em trở thành người đặc biệt cho Ngài. Cho nên chúng ta phải có lối sống đặc biệt. Không ạ, cách nói, cách nghĩ, cách ăn, cách uống, cách đi lại, cách sinh hoạt rất đặc biệt. Nó khác. Bởi vì khi chúng ta nghiên cứu, chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Trời đòi hỏi những người đến gần Ngài có những điều đó. Và đời sống của tôi và bạn cho em nếu muốn duy trì và phát triển sự sức giàu, chúng ta phải tuân thủ. Tôi khích lệ anh chị em hãy đọc lại kỹ, thật kỹ và suy ngẫm thật nhiều Lê Vi Ký chương 21. Đây là cái chương ngắn thôi, nó có 24 câu thôi, nhưng mà nó liệt kê rất là nhiều những cái điểm yêu cầu của thầy tế lễ cần phải có một lối sống nào ở trong thời đại cựu ước. Và từ đó Chúa sẽ soi sáng cho chúng ta, chúng ta liên hệ với thời đại tân ước và chúng ta biết à, Chúa cần mình như thế này, thế này, thế này, thế này. Anh chị em hiểu ý không ạ? Cảm ơn Ngài vì điều này. Xin Chúa ban phước cho hết thảy chúng ta nha trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện để đáp ứng lời Ngài. Lạy Chúa, con cầu nguyện. Xin Chúa ban phước cho tất cả bạn chị em con, những người đang lắng nghe bài học buổi tối ngày hôm nay. Con cảm ơn Chúa đã sức dầu cho ông bà anh chị em con để phục vụ trong sự kêu gọi của Ngài. Con cầu nguyện để mỗi một chúng con ý thức được điều mà Đức Chúa Trời đã đặt để ở trong đời sống tâm linh của mình, và cũng như hiểu được những giới hạn mà Đức Chúa Trời muốn đặt vào đời sống của ông bà anh chị em con. Chúa ơi, cũng nên hiểu được những cái lối sống nào là lối sống phù hợp với người được sức dầu của Ngài. Con cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu. Đức Thánh Linh ơi, hãy soi dẫn tất cả chúng con. Đức Thánh Linh ơi, hãy làm giáo sư trọn đời, là người thầy trọn đời cho đời sống của chúng con. Xin Chúa ban phước cho hết thầy chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài và con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen, 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 amen. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Hallelujah. Tạ ơn Chúa thật nhiều. Tôi tin rằng những cái lời mà tôi vừa chia sẻ cho anh, ông bà anh chị em đó, nó đem lại một số ích lợi gợi mở cho đời sống của ông bà anh chị em, và khiến cho tất cả chúng ta có một số những hiểu biết nhất định để duy trì và gia tăng sự sức dầu trên đời sống của mình. Mà anh chị em có thể nghe lại, ghi lại và suy nghĩ thêm bằng cách đọc lại đoạn kinh thánh và suy nghĩ, anh em sẽ thấy để liên kết với đời sống của chúng ta. Bây giờ thì chúng ta đến với thời giờ cầu nguyện cho các nan đề, ok, bệnh tật, đau yếu, ma quỷ, tất cả những cái vấn đề đó chúng ta cần xử lý. Xin Chúa ban phước. Chị em sẵn sàng chưa? Tôi thấy có rất nhiều những email, những cái nhu cầu gửi vào trong email để cần được cầu nguyện. Và giờ này tôi kêu gọi tất cả bạn chị em nào đang có bệnh tật, đau yếu và vấn đề với ma quỷ, chúng ta hãy cộng tác, kết nối cùng với tôi. Tôi ở đây, ông bạn chị em ở đó, nhưng mà thần Đức Chúa Trời vận hành thì xuyên biên giới, ok. Ngài không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Chúa ở khắp mọi nơi. Mà anh chị em bởi đức tin sẽ nhận lãnh sự chữa lành. Bởi đức tin chắc chắn sẽ nhận lãnh được sự giải cứu. Bởi đức tin mà mọi nan đề của anh chị em được Đức Chúa Trời giải quyết. Tất cả bởi đức tin, trong danh của Chúa Giêsu quyền năng. Anh em hãy nhớ rằng những nan đề của mình á, nó xuất phát từ cái kết quả trong cái lối sống của mình. Có thể lối sống của chúng ta đã mở cửa cho kẻ thù bước vào, và kẻ thù nó làm ra một số điều mà hiện nay chúng ta đang gặp phải, ok. Anh em nhớ ha. Ví dụ như bây giờ một cái cây nó xấu thì anh chị em không thể mong đợi nó ra những quả ngon quả ngọt được, đúng không ạ? Một cái cây cằn cọp, thiếu nước, thiếu phân, thì không thể nào mà anh em chờ đợi nó ra một cái quả tròn, mọng, đẹp mà ngọt được. Đó là sự thật. Và đời sống chúng ta cũng vậy. Đời sống chúng ta là Chúa Giêsu nói cái gì đầy dẫy trong lòng thì miệng nói ra. Ý là gì? Những gì chúng ta bày tỏ ra bên ngoài
thực sự nó là kết quả của một cái lối sống, một cái hành động, một cái quy trình đã được thực hiện ở bên trong. Vì vậy ngày hôm nay anh chị em bệnh tật, anh chị em thiếu thốn, anh chị em đau chỗ này đau chỗ kia, gặp ác mộng, đời sống anh chị em luôn luôn cãi vã đau buồn, thì tôi nghĩ không có phải từ trên trời nó rơi xuống. Nó cũng không phải là một ngày một giờ nó xuất hiện cái đó. Nó là cả một thời kỳ ấp ủ ở bên trong lối sống của chúng ta. Không ạ? Trong lối sống của chúng ta. Có thể đó là 5 năm trước, 1 năm trước, 6 tháng trước, 3 tháng trước, thậm chí là hôm qua, chúng ta đã có một lối sống sai trật gì đó. Và chính lối sống sai trật đó đã mở cửa cho Satan. Đơn giản Chúa bảo đừng lo lắng, mà chúng ta cứ lo lắng. Đấy là chúng ta đã mở cửa cho kẻ thù bước vào. Và kết quả của một lối sống lo lắng là gì? Mất ngủ, tim mạch có vấn đề, huyết áp tăng, tâm trạng không tốt, dễ nóng giận, dễ cáu gắt. Phải không? Đó là kết quả. Nói đâu xa, nói đâu mà. Hoặc là một cái lối sống luôn tuồng, ăn uống quá độ, nhậu nhẹt, say xỉn, hút chích. Và ngày hôm nay thì chúng ta thấy gì ạ? Viêm gan C, viêm gan B, thậm chí là bị mắc cái này, mắc cái kia, đủ các thứ chứng bệnh nó xuất hiện. Nó đến từ cái cửa mà chúng ta đã mở ra cho quyền lực tối tăm. Thưa quý bạn chị em, trước khi cầu nguyện, tôi muốn tất cả chúng ta hãy nhìn lại lối sống của mình, hãy nhìn lại cách suy nghĩ của mình, hãy nhìn lại hành vi của mình, hãy nhìn lại toàn bộ khung cảnh của đời sống mình, trong gia đình, nơi làm việc, tại hội thánh, ở nhà, một cách cá nhân. Và anh chị em hãy thưa với Chúa, nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con đã nhận thấy con sai điều này, sai điều này, sai điều này, sai điều này. Xin Chúa tha thứ cho con, xin Chúa tẩy sạch con, xin Chúa giúp con để con trở nên trong sạch, đời sống con được dọn dẹp, tấm lòng con được bắt hết mọi sâu bọ ra, không ạ? Để cái cây sự sống trong con được đầy phân đầy nước, và con mong đợi một kết quả tốt. Đó là sự thật đó mà anh chị em, không có cái gì tự nhiên trên trời nó rơi xuống cả. Cho nên giờ này, trước khi cầu nguyện, anh chị em hãy nghe tôi đi. Anh em dành 5 phút để ăn năn xưng tội trước mặt Chúa. Ăn năn xưng tội trước mặt Chúa. Anh em, chị em có thể bị bệnh, bị ma quỷ, rồi bị ác mộng, bị đến này, bị thế kia. Bởi vì có thể anh chị em đã từng hầu đồng, xem bói, uống bùa, anh em nhờ cậy ma quỷ, và bây giờ thì chúng ta trở thành nạn nhân của nó. Hãy ăn năn điều đó. Hãy thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, con ăn năn điều này. Con đã quá ngu dại để dâng con cái của con cho ma quỷ. Con đã quá ngu dại để kết ước, để hứa hẹn với ma quỷ điều này điều kia, và bây giờ con phải trả giá. Anh em hãy ăn năn đi. Và Đức Chúa Trời, Ngài đẹp lòng, Ngài tha thứ cho anh em, và anh em được tự do. Hãy cầu nguyện nè. Hãy cầu nguyện. Cả hội chúng hãy cầu nguyện. Cả hội thánh của Chúa hãy cầu nguyện. Những ai có nan đề, bệnh tật, đau yếu hãy cầu nguyện. Cầu nguyện điều gì? Chúa ơi, con xin ăn năn điều này điều kia. Chúa hãy tha thứ cho con. Tha thứ cho những lỗi lầm trong quá khứ của con. Tha thứ cho những ngu dại trong quá khứ của con. Tha thứ cho những việc ngu dại mà con đã làm hôm qua, hôm kia, tháng trước, năm trước. Xin Chúa thương xót. Xin Chúa gánh lấy, xin Chúa hãy tẩy sạch, xin Chúa hãy phủ huyết biện hộ của Ngài trên con để giúp cho con trong sạch. Anh em cầu nguyện đi ạ, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Mọi người hãy cầu nguyện đi anh chị em, hãy cầu nguyện là tôi đang dành thời giờ cho anh chị em ăn năn những lỗi lầm của mình, những sai phạm của mình. Tôi dành thời gian để cho Chúa Thánh Linh làm việc trong tấm lòng của ông bà anh chị em, để Ngài có thể nhờ những sự ăn năn của anh chị em, Ngài bắt hết tất cả những sâu bọ, những mối mọt,
trong cái cây sự sống trong lòng của anh bạn chị. Anh em hiểu ý tôi muốn nói không ạ? Bằng sự ăn năn, Đức Thánh Linh sẽ bắt tất cả những sâu bọ mối mọt trong cái cây sự sống trong lòng anh chị em, và hy vọng rằng quả ngọt sẽ bắt đầu xuất hiện, sức khỏe sẽ xuất hiện, sự thịnh vượng sẽ xuất hiện, sự bình an sẽ xuất hiện, trái vui mừng sẽ xuất hiện, lòng nhân từ sẽ xuất hiện, tình yêu sẽ xuất hiện, đời sống tiết độ gương mẫu sẽ xuất hiện. Đây là quả của nó. Amen. Quả của nó. Chúng ta phải xử lý cái gốc trước. Trong danh của Chúa Giêsu quyền năng, ta truyền lệnh tất cả những quyền lực tối tăm đang hành động trong nhiều lĩnh vực của những con người đang ở trước màn hình này, tất cả những quyền lực tối tăm đó bị cột trói, bị bẻ gãy, bị xua đuổi giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Dù bất kể quyền lực đó tên gọi là gì, dù đó là sự đổ bể về tài chánh, dù đó là sự nợ nần, dù đó là bệnh tật, dù đó là sự xung đột, dù đó là sự cay đắng, giận hờn, không tha thứ, hận thù, dù đó là những cơn ác mộng, dù đó là những điều tồi tệ mà Satan đã gieo vào cho đời sống của họ, dù đó là qua bùa chú, qua tà thuật, qua bói khoa, bói toán, qua tất cả những thứ huyền bí mà Satan đã lợi dụng để gieo vào, trong danh Giêsu Christ tôi bẻ gãy những quyền lực đó. Toàn bộ những quyền lực đó phải rơi khỏi. Tất cả những ai nghe và chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này, ta ra lệnh cho những quyền lực đó phải rơi đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Toàn bộ những con quỷ đang hành động qua mắt, tai, tâm trí, tâm lòng, thân thể, tài chánh, gia đình của họ, tôi bẻ gãy mày trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Toàn bộ những con quỷ đang hành động qua những khế ước, những giao ước, những kết ước với Satan một cách vô tình hay hữu ý, trong danh Giêsu tôi bẻ gãy mày rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ta lấy danh Chúa Giêsu quyền năng, ta truyền lên cho mày, lửa Thánh Linh thiêu đốt mày, Satan lửa Thánh Linh thiêu đốt mày, mọi độc tố của mày bị hủy bỏ giờ này, mọi độc tố của mày bị hủy bỏ giờ này, mọi độc tố của mày bị hủy bỏ giờ này, mọi xiềng xích của mày bị hủy bỏ giờ này, mọi xiềng, mọi xích của mày bị hủy bỏ, bị bẻ gãy giờ này, mọi ngục tù của mày bị mở toang ra giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy rời đi Satan, các quỷ sứ của mày, hãy rời đi Satan và các linh sự chết của mày, hãy rời đi Satan và các linh nghèo đói của mày, hãy rời đi Satan và các linh bệnh tật của mày, hãy rời đi Satan các linh xung đột phá vỡ hôn nhân của mày, hãy rời đi Satan và các linh ô uế dâm dục của mày, hãy rời đi Satan và các linh nghiện ngập của mày, rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ta ra lệnh mày rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mọi tà linh của sự trầm cảm, tâm trí loạn thần, động kinh, ta bảo mày rời trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Những tà linh của những sự run tay chân, tiểu đường, huyết áp, tim mạch, ta bảo mày rơi trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Toàn bộ những tà linh này ta bảo rơi đi trong danh Giêsu quyền năng. Mọi linh của các loại ung thư phải rơi khỏi thân thể của họ trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hỡi Satan, ta bẻ gãy quyền lực của mày rời đi. Quyền lực phù thủy, quyền lực bói khoa, quyền lực của sự lên đồng, lên cốt, quyền lực của âm binh trong danh Giêsu hãy rơi khỏi họ trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ta ra lệnh mày ra khỏi thân thể của họ giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Những tà linh đến trong giấc mơ, đến trong giấc ngủ, đến trong những cái thứ mà họ đang thờ, đang cúng, đến trong thần tượng, đến trong những bàn thờ người chết, những đồ ăn, đồ cúng người chết, trong danh Giêsu tôi bẻ gãy quyền lực của mày rơi khỏi đời sống của họ giờ này. Đi ra Satan, mọi độc tố của mày rơi đi 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 Satan. Lửa Thánh Linh thiêu đốt mày, lửa Thánh Linh thiêu đốt mày, lửa Thánh Linh thiêu đốt mày, lửa Thánh Linh thiêu đốt mày. Holy Ghost fire, lửa Thánh Linh thiêu đốt mày, lửa Thánh Linh thiêu đốt mày. Ta ra lệnh mày rơi, rơi khỏi những thân thể họ, rơi bằng đường miệng, rơi bằng đường mũi, rơi bằng đường hơi thở, rơi bằng đường mắt, rơi bằng đường tay chân, rơi bằng đường mồ hôi. Toàn bộ quyền lực Satan, tôi bẻ gãy mày giờ này, bẻ gãy mày giờ này, bẻ gãy mày giờ này, bẻ gãy mày giờ này. Rời đi, rời đi, rời đi, rời đi, rời đi. Anh em hãy cộng tác với tôi giờ này, tống cổ Satan ra khỏi đời sống của mình, tống cổ Satan ra khỏi đời sống của mình. Toàn bộ những con quỷ nào mà anh em nhìn thấy nó đã bước vào qua những cánh cửa mà anh em đã mở nó cho nó trong quá khứ, mở cho nó trong hôn nhân, mở cho nó ở trong công ăn chuyện làm, mở cho nó trong lối sống của mình, mở cho nó qua những hành vi, lời nói, tấm lòng của mình,
anh chị em đã thấy những sâu mọt đó trong cây sự sống của mình. Giờ này anh chị em phải tống cỏ nó ra trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Anh em hãy nói rằng mày phải rơi khỏi ta và gia đình ta, mày phải rơi khỏi chồng vợ con cái của ta, mày phải rơi khỏi công ăn nghề nghiệp của ta, mày phải rơi khỏi sức khỏe của ta, Satan. Anh em hãy nói giờ này trong danh Giêsu, tôi công bố thần của sự giải cứu trên anh chị em giờ này, thánh linh của Đức Chúa Trời đậu trên anh em giờ này, thiên sứ của Chúa đến bên cạnh anh chị em giờ này, giải cứu đến, sự giải cứu đến, sự giải cứu đến, sự giải cứu đến, sự giải cứu đến. Mọi con quỷ phải rời đi giờ này, mọi con quỷ dù tên gọi mày là gì, mày phải rơi khỏi họ giờ này, rơi khỏi anh chị em ta giờ này, rơi khỏi toàn bộ những người nam người nữ mà mày đã bước vào giờ này, rơi khỏi bệnh tật của họ giờ này, rơi khỏi sức khỏe của họ giờ này, rơi khỏi công ăn chuyện làm của họ giờ này, rơi khỏi gia đình của họ giờ này. Đi 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 Satan. Trong danh Giêsu quyền năng. Lửa thánh linh trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Mọi quyền lực của sự tối tăm, tao bẻ gãy mày giờ này. Mọi quyền lực của tiên tri giả mạo, tao bẻ gãy mày giờ này. Mọi quyền lực của thần cảm giả mạo, tao bẻ gãy mày giờ này. Mọi quyền lực của thần cảm giả mạo, tao bẻ gãy mày giờ này. Anh chị em hãy nghe đây, tôi đang cảm nhận Chúa Thánh Linh nói rằng có những người nam người nữ ở đây luôn nghe tiếng nói trong đầu của mình, luôn thấy những cái điều gì đó trong đầu của mình, luôn bị quấy rầy vì điều đó. Tôi nói mà anh chị em phải được tự do giờ này, tự do giờ này. Tao chia cắt hồn và linh của những anh em chị em đó giờ này. Tao nói mày Satan, mày rơi ra khỏi họ. Tao cấm mày nói vào lỗ tai của họ giờ này, cấm mày nói vào trong tâm trí của họ giờ này. Hỡi Satan, linh tà thuật bói khoa, linh thầy pháp bói toán, linh yoga, linh đồng ngồi thiền, đi ra khỏi tâm trí của họ giờ này, rơi khỏi con người họ giờ này, rơi các huyệt đạo của họ giờ này, rơi khỏi các huyệt đạo của họ giờ này. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, hãy được tự do. Tự do, tự do, tự do, tự do trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tiếp tục lên chị em. Những ai đang rung lắc, những ai đang ói mửa, những ai đang cảm thấy sự giải cứu của mình đang đến, hãy làm cho đến cuối cùng, hãy làm cho đến cuối cùng, hãy nói với nó, hãy nói với nó, Satan, ta không chấp nhận mày, mày phải rơi khỏi ta trong đêm nay, mày phải rơi khỏi ta ngay bây giờ, mày phải rơi khỏi tim mạch ta, rơi khỏi gan ta, rơi khỏi thận ta, rơi khỏi mạch máu xương khớp ta, rơi khỏi thần kinh của ta, rơi khỏi cơ thể của ta, rơi khỏi bao tử ta, rơi khỏi ruột non ruột già của ta, rơi khỏi phổi của ta, rơi đi, rơi đi, rơi đi, rơi đi. Cầu nguyện lên chém. Tiếp tục cầu nguyện nè. Tôi nói cuộc chiến này nếu anh chị em không cầu nguyện, anh chị em không chiến đấu, anh em không thắng được nó đâu. Trong danh của Giêsu anh em phải thắng nó, vì anh em có thẩm quyền để thắng nó, anh em có thẩm quyền chủ ban để thắng nó. Anh em phải tống cổ tất cả con sâu, con mối, con mọt ra khỏi cây sự sống trong lòng của anh chị em giờ này. Những kẻ cướp giết hủy diệt đó phải rơi đi giờ này trong danh Giêsu. Tôi nói huyết Chúa Giêsu phủ lên anh chị em giờ này. Phủ lên anh chị em giờ này, phủ lên anh chị em giờ này, huyết của Chúa phủ lên anh chị em giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tiếp tục đi anh chị em, mở môi miệng mình ra, mở môi miệng mình ra, đừng làm thinh, mở môi miệng mình ra và nói rằng Satan, ta không chấp nhận mày, linh nghèo đói ta không chấp nhận mày, tà linh bệnh tật ta không chấp nhận mày, tà linh ung thư ta không chấp nhận mày, tà linh tiểu đường ta không chấp nhận mày, tà linh suy thận suy gan ta không chấp nhận mày, tà linh của cái sự nghèo đói giới hạn xung đột ta không chấp nhận mày. Rời đi, rời đi, rời đi, rời đi. Cầu nguyện lên cho em. Tiếp tục nào, tiếp tục nào, tiếp tục nào, tiếp tục nào. Tôi nói lửa thánh linh đang tuôn tràn vào từng phòng nhóm giờ này. Lửa thánh linh đang tuôn tràn vào từng phòng nhóm giờ này. Lửa thánh linh đang đổ xuống cho anh chị em đang ngồi giờ này. Lửa thánh linh đang thiêu rụi tất cả những con quỷ đang hành động trên đời sống, trong mọi lĩnh vực đời sống của anh chị em giờ này. Lửa thánh linh đang gia tăng, 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 lửa thánh linh đang gia tăng trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Lửa thánh linh đang gia tăng trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Lửa thánh linh đang gia tăng, gia tăng, gia tăng, gia tăng. Mọi con quỷ bị thiêu rụi giờ này, mọi sừng của nó bị bẻ giờ này, mọi xiên của nó bị tháo giờ này, mọi xích của nó bị chặt đứt giờ này, mọi cửa ngục của nó bị mở toang ra giờ này. Hãy được tự do, tự do, tự do, tự do, tự do, tự do. Hallelujah, cảm ơn Ngài. Tiếp tục lên cho em. Những ai đang trong quá trình giải cứu, hãy tiếp tục giải cứu cho đến cuối cùng. Những ai đang nôn, đang ói, đang
đang có những biểu hiện của tà linh, hãy tiếp tục cho đến cuối cùng. Những người bên cạnh hãy giúp họ giờ này. Những người bên cạnh hãy ra lệnh cho người đó được tự do giờ này. Trong danh của Chúa Giêsu quyền năng, toàn bộ phải được tự do trong ngay thì giờ này. Tất cả những ai đang nghe và chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này, tôi lấy thẩm quyền trong danh Chúa Giêsu, tôi có nói rằng hãy tự do, 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 tự do trong sức khỏe, tự do trong tài chánh, tự do trong hôn nhân, tự do trong chức vụ, tự do trong nghề nghiệp, tự do trong con cái, tự do trong gia đình, tự do trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh, hallelujah. 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 Trong danh của Chúa Giêsu quyền năng. Oh, hallelujah. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Hallelujah. Ngợi khen Ngài Chúa. Ngợi khen Ngài, ngợi khen Ngài, ngợi khen Ngài, ngợi khen Ngài. Tiếp tục đi anh chị em. Chúng ta đừng dừng lại, đừng dừng lại cho đến khi anh chị em đắc thắng hoàn toàn. Những ai đang ở dưới tác động của Đức Thánh Linh, những ai đang ở dưới tác động giải cứu của Đức Thánh Linh, hãy tiếp tục cho đến khi mình hoàn toàn vui mừng, bình an, tự do và được đầy dẫy Thánh Linh nói tiếng mới trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng. Hãy đón nhận phước lành của Ngài, đón nhận phước lành của Ngài, đón nhận phước lành của Ngài, đón nhận phước lành của Ngài. Tôi tuyên bố bởi lần roi của Chúa Giêsu, những gì thuộc về lục phủ ngũ tạng của anh chị em được chữa lành giờ này. Gan được chữa lành, xương khớp được chữa lành, máu huyết được chữa lành, tim mạch được chữa lành, đầu óc được chữa lành, thần kinh được chữa lành. Chữa lành trong danh Chúa Giêsu, phổi, ruột non, ruột già, bao tử, hành tá tràng được chữa lành. Bệnh trao ngược dạ dày được chữa lành. Bệnh tiểu đường được chữa lành. Huyết áp cao được chữa lành. Phục hồi, phục hồi, phục hồi, phục hồi, phục hồi. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, đón nhận nào. Đón nhận nào, cho em đặt tay lên chỗ đau của mình. Hãy đặt tay lên chỗ đau của mình. Hãy đặt tay lên khối u của mình và nhận sự chữa lành giờ này. Hãy lành đi. Mọi khối u hãy tan biến đi. Mọi khối u hãy teo lại và tan biến đi. Khối u trong tuyến giáp hãy teo lại và tan biến đi. Khối u trong tuyến giáp hãy teo lại và tan biến đi. Khối u trong sơ trong tử cung hãy tan biến đi trong danh Chúa Giêsu. Khối u nơi ngực hãy vỡ ra và tan biến đi trong danh Chúa Giêsu. Đón nhận, đón nhận, đón nhận, đón nhận, đón nhận, đón nhận giờ này. Hãy được lành. Tôi nói với dân sự của Đức Chúa Trời, hãy được lành bệnh bởi danh Chúa Giêsu. Hãy được lành bệnh bởi lần đòn của Chúa Giêsu. Hãy được lành bệnh bởi lời của Đức Chúa Trời. Giê-hô-va Ra-pha đấng chữa lành trong bàn trên giờ này. Hãy được lành trong danh Chúa Giêsu. Hãy được lành trong danh Chúa Giêsu. Huyết áp hãy được lành trong danh Chúa Giêsu. Tiểu đường hãy được lành trong danh Chúa Giêsu. Ô xương khớp nơi cổ, nơi thắt lưng hãy được lành trong danh Chúa Giêsu. Đau hay khớp gối hãy được lành trong danh Chúa Giêsu. Đau nhức toàn thân hãy được phục hồi, được lành trong danh Chúa Giêsu. Tiếp tục đen chèm, đón nhận, đón nhận, đón nhận, đón nhận, đón nhận trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Anh chị em đừng chấp nhận tình trạng bệnh tật của mình. Anh chị em phải nói rằng ta không chấp nhận bệnh tật của mày Satan. Ta không chấp nhận bất cứ một thứ gì không phải là sự sống. Ta không chấp nhận bất cứ một thứ gì không phải là sức khỏe. Ta không chấp nhận bất cứ một thứ gì không phải là sự thịnh vượng. Mày phải rơi ra khỏi ta. Ta đón nhận sự chữa lành. Ta đón nhận sự thịnh vượng. Ta đón nhận sự thành công. Ta đón nhận sự bình an. Hallelujah. Anh chị em hãy nói, hãy nói, hãy nói, hãy nói giờ này. Mọi người hãy đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy và nói rằng bởi lần rồi Chúa Giêsu ta được lành. Vì Ngài đã gánh lấy mọi tật nguyên bệnh tật của ta rồi. Ta được lành trong danh Chúa Giêsu. Ta được lành trong danh Chúa Giêsu. Ta được lành bởi lời hứa của Chúa Giêsu. Ta được lành bởi vì ta là con của Đức Chúa Trời. Ta được lành bởi vì ta có sự sống của Đức Thánh Linh, sự sống phục sinh của Chúa ở trong ta. Công bố, công bố, công bố, công bố anh chị em trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng. Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Những ai đang khó thở, những ai đang khó thở, những ai đang khó thở, những ai đang cảm thấy rất khó thở, hen suyễn, hãy được chữa lành trong danh Chúa Giêsu. Tôi cảm nhận có những người hen suyễn ở đây, có những người rất khó thở ở đây, có những người mà đêm ngủ nó bị nghẹt, gọi là gì ta, tắc thở trong lúc ngủ. Hãy được tự do và chữa lành giờ này. Đón nhận, đón nhận, đón nhận, đón nhận.
Tôi thấy Đức Chúa Trời đặt để điều đó cầu nguyện cho anh chị em. Những người hen suyễn tắc thở trong lúc ngủ hãy được tự do trong danh Chúa Giêsu. Mọi con quỷ đứng đằng sau bệnh tật này phải rơi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Rơi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Rơi trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Đi hết khỏi họ đi. Đi hết đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ta trói buộc mày. Mày Satan. Ta biết mày có mắt ở đằng sau những bệnh tật của họ. Mày Satan. Trong danh Chúa Giêsu. Khoảng cách không là vấn đề. Trong danh Chúa Giêsu, bởi lời quyền năng, lời được sức giàu, ta giải phóng tất cả những ai đang là nạn nhân của mày giờ này Satan. Những ai đang bị mày hà hiếp hãy được tự do giờ này. Những ai đang bị mày bỏ tù bây giờ được ra khỏi tù giờ này. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, mày Satan cũng đi. Ta phán xét mày Satan. Ta phán xét mày trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mày đã bị phán xét rồi Satan. Mày đã bị hành hạ rồi Satan. Tất cả những quyền lực của mày bị bẻ gãy rồi Satan. Mày là một con quỷ không còn năng lực. Mày là một con quỷ đã bị đánh bại hoàn toàn. Mày là một con quỷ đã thua tại thập tự giá rồi. Cút đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cút đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Rời đi, rời đi, rời đi, rời đi. Anh chị em hãy thay đổi cách nói của mình. Thay đổi cách nói của mình. Tôi được tự do. Bệnh tôi đã lành. Tôi là người không còn đau đau nữa. Tôi là người không còn đau bao tử nữa. Tôi là người không còn bị tăng huyết áp nữa. Tôi là người không còn tiểu đường nữa. Tôi là người không bị tim mạch nữa. Tôi là người mà gan thận lục phủ ngũ tạng được hoạt động tốt giờ này. Hoạt động tốt giờ này. Hoạt động tốt giờ này. Con cảm ơn Ngài Chúa. Thay đổi, thay đổi, thay đổi cách nói anh chị em. Thay đổi cách nói giờ này. Gia đình tôi được phục hồi. Chồng tôi được chữa lành. Vợ tôi được chữa lành. Mối quan hệ hôn nhân tôi được chữa lành. Con cái tôi được chữa lành. Mình con quỷ nghiện ngập nó phải rơi khỏi gia đình ta rồi. Rơi đi rồi. Ta không chấp nhận mày Satan. Hãy nói sự sống cho gia đình. Hãy nói sự sống cho chính mình. Hãy nói sự sống cho con cái mình. Hãy nói sự sống cho chồng, cho vợ, cho cha, cho mẹ của mình. Hãy nói sự sống anh chị em. Hãy nói sự sống cho cơ quan nào mà anh chị em cảm thấy đau. Hãy nói sự sống cho mắt, cho tai của anh chị em. Hãy nói sự sống cho xương khớp máu huyết của anh chị em. Hãy nói rằng hỡi xương khớp mày phải khỏe mạnh lại đi. Hỡi tim mạch mày phải khỏe mạnh lại đi. Hỡi gan thận mày phải khỏe mạnh lại đi. Hãy nói đến chèm, nói đi, nói đi, nói đi, nói đi, nói đi. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, tôi đặt một sự sức dầu trên anh chị em giờ này. Một sự sức dầu chữa lành trên anh chị em giờ này. Một sự sức dầu quyền năng giải cứu trên anh chị em giờ này. Một sự sức dầu cho sự tự do trên anh chị em giờ này. Hãy đón nhận, đón nhận, đón nhận, đón nhận, đón nhận. Oh, hallelujah. Tôn vinh Chúa giờ này. Ngợi khen Chúa giờ này. Chúc tụng danh của Chúa giờ này. Tôi nói rằng dân sự của Chúa được tự do buổi tối hôm nay. Tôi công bố dân sự của Chúa được chữa lành buổi tối ngày hôm nay. Dân sự của Chúa được phục hồi buổi tối ngày hôm nay. Dân sự của Chúa được giải cứu buổi tối ngày hôm nay. Tất cả được tự do buổi tối ngày hôm nay. Mọi con quỷ đã bị xử lý buổi tối ngày hôm nay. Mọi quyền lực tối tăm của nó đã bị cột trói buổi tối hôm nay. Cảm ơn Ngài Chúa. Wow, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Anh em thấy sự tự do không ạ? Tôi biết, tôi tin rằng anh em cảm nhận được sự tự do. Wow. Nhiều điều đang xảy ra. Nhiều con quỷ bị đuổi đi. Và anh em lấy lại sự sống cho chính linh hồn của mình. Tạ ơn Chúa Giêsu. Vinh quang thuộc về Chúa Giêsu. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Chúa là đấng can thiệp. Chúa can thiệp vào hoàn cảnh của anh chị em. Chúa can thiệp vào mọi vấn đề của anh chị em. Vì tình yêu của Ngài hằng còn đến đời đời. Amen. Anh chị em được lành, được tự do. Và điều gì xảy ra với mình, anh chị em làm ơn comment bên dưới để khích lệ nhau làm vinh hiển danh của Chúa. Anh em hãy làm chứng bên dưới bằng một dòng, bằng một dòng comment. Amen. Đó là cách chúng ta kết nối với nhau. Đó là cách chúng ta giao tiếp với nhau để Chúa được vinh hiển. Wow, hallelujah. Có cục gì to lắm nó chạy ra. Wow, cảm ơn Ngài. Đấy là ma quỷ cho cục gì. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, không có cái thứ gì nó có thể đứng được trước lửa của Chúa Giêsu hết. Lửa của Đức Thánh Linh là lửa từ thiên đàng. Đó. Nó sẽ làm mọi con quỷ run sợ và bỏ chạy. Chắc chắn rồi. Wow, hallelujah. Tiếp tục đi. Tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục làm chứng anh chị. Tiếp tục, đừng tiếc lời. Hãy ghi xuống bên dưới
những điều Chúa Giêsu vừa làm cho anh chị em. Và tôi rất muốn nghe những sự phản hồi của anh chị em. Tôi rất muốn nghe những lời chứng đầy đức tin của anh chị em. Để tôi muốn thấy rằng anh chị em hoàn toàn được Đức Chúa Trời thăm viếng và tự do. Đức tin là điều mà cần thiết. Anh chị em làm chứng có nghĩa là anh chị em biết rằng Chúa đã chạm đến chính mình. Nan đề của mình đã được giải quyết. Mọi con quỷ trên đời sống mình đã bị cột rối. Bệnh tật anh chị em được chữa lành. Oh hallelujah. Chữa lành khỏi đau lưng. Wow. Nôn ra, lôi ra rất nhiều quần áo khi cầu nguyện. Là sao? Lôi ra rất nhiều quần áo khi cầu nguyện là sao nè? Là sao đây? Yeah. Đã được Chúa chữa lành. Oh, chữa lành điều gì? Hãy nói rõ ra. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Rất là nhiều thứ. Cảm ơn Ngài. Tiếp tục đây anh chị. Hãy làm chứng, hãy làm chứng, hãy làm chứng. Những điều Chúa vừa làm. Tôi thấy Chúa giải cứu cho người khỏi ác mộng nè, mất ngủ nè. Tôi thấy Chúa giải cứu người bị hen suyễn nè. Tôi thấy Chúa giải cứu người bị đau lưng nè. Tôi thấy Chúa giải cứu cho người mà giống như là bị có những sự tổn thương nè. Tôi thấy Chúa giải cứu và làm rất là nhiều là nhiều vấn đề không ạ? Trên cái thân thể anh chị em, trên đời sống của anh chị em, phép lạ xảy ra rất là nhiều. Cảm ơn Ngài. Wow, cảm ơn Ngài. Thật là diệu kỳ. Thật là diệu kỳ. Anh chị em thấy không ạ? Khoảng cách không giới hạn được Chúa của chúng ta. Và khi chúng ta lấy đức tin cầu nguyện trong quyền năng của danh Chúa Giêsu thì rất là nhiều phép lạ xảy ra mà tôi hoàn toàn không cần phải đặt tay lên anh chị em. Đúng không? Điều đó chứng tỏ là gì ạ? Chúa làm, không phải tôi. Tôi đâu có chạm đến anh chị em. Tôi đâu có rờ vào người anh chị em. Tôi đâu có tác động gì vào người anh chị em. Chúa làm bằng cách đó để khẳng định được rằng phép lạ xảy ra là chính Chúa Giêsu trực tiếp yêu thương và giải cứu chữa lành anh chị em. Không phải tôi. Tôi chỉ là một công cụ thôi. Và lời Ngài thì còn lại đời đời. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Wow. Nôn ói ra và hết đau cột sống cổ. Ngợi khen Chúa. Anh chị em thấy chưa? Nôn ói ra và cột sống cổ hết đau. Ồ, cái này thì đúng là diệu kỳ rồi. Này là phép lạ rõ ràng rồi. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Vinh quang thuộc về Chúa Giêsu. Anh chị em tiếp tục ghi xuống. Tôi biết rất nhiều người được chữa lành và tự do buổi tối hôm nay. Ồ, có người tiếp là chữa lành cơn đau đầu hết. Hết đau đầu. Cảm ơn Ngài. Tiếp tục đây nè. Những ai cảm thấy mình được tự do, mình được Chúa làm điều gì, hãy nói nè. Ồ, tai không còn đau nữa. Cảm ơn Chúa. Wow, diệu kỳ. Nhiều quá. Hallelujah. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài anh chị em. Tiếp tục đây, tôi vẫn đang chờ anh chị em làm chứng đấy. Hãy ghi xuống nhiều lời chứng để những người khác, người ta khi xem cái live stream này, xem lại cái video này sẽ được khích lệ. Amen. Cảm ơn Ngài nha. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Chúa ban phước cho hết thảy ông bà anh chị em. Ok. Cảm ơn Chúa. Có người nói là con nôn ra rất là nhiều. Quá wow, tạ ơn Chúa. Những độc tố của Satan trong người là nó phải trào ra hết. Nó không có được phép sống trong thân thể thánh của con cái Đức Chúa Trời. Được mà, không được phép. Nha, không được phép. Amen. Nào, cảm ơn Chúa vì buổi học lời Chúa tối hôm nay. Một lần nữa tôi thay mặt Hội Thánh Nhà Muôn Dân chúc cho tất cả ông bà anh chị em, những người đang nghe và chịu ảnh hưởng dưới lời cầu nguyện của tôi được đầy dậy Đức Thánh Linh, luôn luôn được kết nối với Ngài và sống một đời đầy vinh hiển cho Chúa. Cảm ơn thời gian anh chị em đã bỏ ra để kết nối cùng chúng tôi để học bài học này. Tôi rất là chào đón đức tin của ông bà anh chị em và tôn trọng đức tin của ông bà anh chị em. Xin Chúa ban phước nhé. Xin chào tạm biệt. Dạ, chào tạm biệt. Cảm ơn Ngài. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.